Sáng nay 16 tháng 1, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Thượng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Halimie, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Trong năm 2022, Ban chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết của Đảng ủy khối đề ra. Trong năm có 90,82% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, 98,22% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp được 165 đảng viên, vượt 10% chỉ tiêu. 100% cán bộ, đảng viên và trên 97% quần chúng được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong năm 2023, Ban chấp hành Đảng bộ, khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, nghị quyết, kết luận của tỉnh và Đảng bộ đã đề ra. Chỉ đạo các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kế hoạch về sản xuất kinh doanh được giao năm 2023. Phấn đấu có trên 90% cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cơ quan đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định. Trên 85% doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi, doanh thu lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng từ 4% một năm trở lên so với năm 2022. 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 210 đảng viên. Dịp này, Đảng ủy khối cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng.